Nếu như mà một nhóm người đình công trong ngành đường sắt ở tại nước Pháp dùng từ là không thể chấp nhận được thì ở những quốc gia hồi giáo có những vấn đề mà khiến các quốc gia trên thế giới sẽ có một câu hỏi rằng là không thể nào mà tưởng tượng nổi. Ví dụ như về quyền được đi học là quyền cơ bản của mỗi con người, nhưng mà đối với phụ nữ ở tại những quốc gia hồi giáo đặc biệt như là tại vùng đất Taliban thì họ còn thậm chí là bị cấm đến trường. Vào ngày 21 tháng 12, chính quyền Taliban đã ban hành lệnh cấm trẻ em gái học tiểu học và sau đó một ngày thì họ lại ban hành thêm một cái lệnh cấm đó là cấm các bạn nữ giới đến trường đại học. Như vậy à, nhìn chung xét lại cho tới bây giờ thì tại Taliban đã cấm tất cả các bạn nữ được theo học kể từ cấp 1 cho tới cả đại học. Và chính quyền có đưa ra một cái lời giải thích rằng à, nếu mà con gái đi học thì sẽ không tuân theo hướng dẫn, trong đó có một quy định rất là nghiêm ngặt là quy định về trang phục phù hợp. Theo AP trong ngày 22 tháng 12, ông Nida Mohamed Nadim, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học thuộc chính quyền Taliban cho biết, phụ nữ Afghanistan bị cấm học đại học vì đăng ký các môn học không phù hợp giới tính theo văn hóa của nước này. Cũng theo quan chức Taliban, việc phụ nữ Afghanistan không tuân theo các quy định về trang phục phù hợp cũng là nguyên nhân dẫn tới việc đình chỉ học đại học chính quyền taliban cũng cho biết các trường nữ sinh được đặt bên trong các nhà thờ hồi giáo cũng tạm thời bị đóng cửa cho tới khi các vấn đề liên quan tới trang phục và di chuyển được giải quyết nữ sinh afghanistan không thể đến trường học